Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống thương nhau có ta có người. Tình yêu cho nhau gắn bó khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi vùng. Đầu sông cuối sông ngân hà, đâu nhớ nhau trong chờ. Tình nên thơ thành bơ vơ xa cách mình mơ. Ôi thân chứa yêu không thành, cả đôi tóc than duyên tình. Mà tại sao tình khổ đau không thấu cười ta? Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu đương. Cho say mê sớm tối vẫn khuyên nhau cách tròn đi. Tình yêu cao hơn thác núi cũng bao la cách nào biên khơi. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Rồi cho các bạn, hôm nay thì tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Ngưu Lang chức nữ trên tông La Thứ cho các bạn. Rồi vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu và tham khảo nha, không biết có dính bản quyền không. Nếu mà nãy giờ bạn xem mà không thấy phần hát mẫu thì chắc chắn dính bản quyền rồi. Mà nếu dính bản quyền mình để clip riêng nha. Bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu cho dễ hình dung dễ tập á, các bạn cứ gõ bài hát mẫu Chuyện Tình Ngưu Lang chức nữ điều chương. Rồi bài này các bạn sẽ điểm với điệu cha cha ha, hoặc các bạn có thể dạng điệu phóc cũng được. Phóc, cha cha hoặc disco hoặc điệu tuyết, nó điệu nào cũng được. Và tốc độ thì tùy sở thích mỗi bạn ha. Các bạn nào thích đàn nhanh thì các bạn thích đàn nhanh, thích chậm thì chậm, đó là theo sở thích riêng thôi. Mình thì thích nhanh nhanh chút xíu ha. Ví dụ đàn điệu phóc đi. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống yêu thương khó tả có người. Tình yêu trao nhau gắn bó khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Đó là điệu phóc ha. Ví dụ các bạn đang điệu tuyết. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống thương yêu có ta có người. Tình yêu trao nhau gắn bó khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Rồi đó, hoặc là các bạn đang disco cũng được. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống thương yêu có ta có người. Rồi thì tóm lại là những cái điệu mà hơi sơm sơm chút xíu ha, là bạn áp dụng cho cái bài này nha. Rồi thì mình chia sẻ các bạn trên điệu cha cha. Rồi thì mình, nhưng mà mình thích nhanh nhanh chút xíu nha. Còn như mình chia sẻ y chang vậy thôi. Các bạn không thích nhanh các bạn cứ đàn chậm nha. Rồi thì trước hết mình chia sẻ các bạn nốt solo. Rồi điểm hát luôn thì trước hết là nốt solo trước nha. Rồi các bạn ghi nốt solo đi nha. Rồi đoạn đầu tiên. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ sống với nhau, ngắt đi ha, để nó hơi dài ngắt đi. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ. Mình la đô đô. Rồi tiếp sống bên nhau không xa một giờ. Đô la son rề mi. Đô la son rề mi. Tiếp. Ngày xưa Ngưu Lang chức nữ. Là rê mi son. Là rê mi son. Rồi tiếp. Sống yêu thương khó ta khó ngờ. Son mi rê mi si mi là. Son mi rê mi si mi là. Rồi tiếp. Tình yêu trao nhau gắn bó. Rồi mi si rê. Mi si rê. Rồi tiếp. Khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Rê si la si mi la si. Rê si la si mi la si. Rồi tiếp. trời xanh không thương hai người. Mì xì 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 la son, mì xì 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 la son. Rồi tiếp Ninh Bắc đầy chia cách đôi bờ. Xì rê mì xì rê đô la, xì rê mì xì rê đô la. Rồi xong nó solo lần đầu. Rồi bài này thì điệp khúc nó sẽ qua trưởng nha các bạn. Cho nên các bạn đang điểm tông la thứ thì điệp khúc các bạn chuyển qua la trưởng nha. Ví dụ các bạn điểm trên tông rê thứ thì điệp khúc các bạn chuyển qua rê trưởng. Tại vì bài này điệp khúc nó qua trưởng nha. Thì mình đang đàn trên tông nào thì mình qua tông trưởng tương ứng. Ở đây mình đàn tông la thứ thì điệp khúc sẽ chuyển qua tông la trưởng nha. Chút xíu nữa phần điệp hát thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ nó solo thì nó cũng đi theo tông la trưởng luôn, cho nên nó sẽ có những nốt thăng nha. Rồi các bạn đi nó solo điệp khúc đầu sông cuối sông ngân hà. La si đô mi đô si la, nó đô là nó đô thăng nha. La si đô mi đô si la. Rồi tiếp khổ đau nhớ nhau trong chờ. Rồi và la si đô si la và, mà la si đô si la và, nó pha là pha thăng, nó đô là đô thăng ha. Rồi tiếp tình anh thơ thành bơ vơ xa cách mình mơ. Si mi fa la si fa mi, si mi fa la si fa fa mi, si mi fa la si fa mi. Vậy ha. Rồi điệp khúc các bạn có thể chia hai phần, đó là xong phần thứ nhất. Để các bạn đi thực lắm, rất là ngắn thôi, không cần thiết phải chia hai phần, nhưng mà chia hai phần để các bạn dễ hình dung, đó là phần thứ nhất. Rồi tới phần thứ hai. Tuổi thân chứ yêu không thành, cả đôi cốc than duyên tình, mà tại sao niềm khổ đau không thấu trời ra. Rồi solo y chang phần thứ nhất rồi, các bạn khỏi cần tập. Tiếp tập phần thứ nhất là các bạn solo được phần thứ hai. Phần thứ hai solo y chang phần thứ nhất, vậy là được nha, là các bạn xong điệp khúc á. Rồi tới đoạn cuối thì solo y chang đoạn đầu. Ngày nay đôi ta, đoạn cuối để trở lại tông thứ ha, thì các bạn qua lại la thứ. Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu đương vời vơi. Rồi solo y chang đầu. Rồi bài này các bạn tập rất là lẹ và rất là nhanh thôi, những cái đoạn nó giống nhau. Tập được đoạn đầu, solo được đoạn đầu là solo được đoạn cuối. Và điệp khúc thì chia hai phần, solo được phần đầu là solo được phần thứ hai luôn, dạng vậy nha. Và những nốt solo thì nó cũng rất là đơn giản, quanh quẩn ở ba đầu tiên. Chỉ riêng cái phần điệp khúc thì nó qua trưởng cho nên sẽ có tới ô thứ tư. Rồi vậy thôi, còn lại những ba đầu tiên thôi. Rồi sau lưng dạng nốt đó mình cũng ghi dãy số đó, dựa vào đó các bạn biết là những nốt đó sẽ đàn dây nào bấm chỗ nào nha. Và các bạn solo được nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Đợi mình chút xíu các bạn, nóng quá mồ hôi nó tuôn, dễ trưa nắng mình làm cái này, mình tiếp tục nha. Tiếp tục nha các bạn, trời nóng quá. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn nha. Rồi như mình nói các bạn, bài này có thể đàn điệu pop, điệu trip, điệu cha cha và điệu disco. Các bạn muốn áp dụng điệu nào thì áp dụng nha, còn mình chia sẻ các bạn trên điệu cha cha nha. Rồi bây giờ các bạn ghi intro, một intro rất là đơn giản, rất là ngắn, rồi vào bài liền thôi nha. Rồi các bạn ghi câu đầu tiên intro. Mì si rê si la son, mì si rê si la son. Sau đó bấm vô son trưởng, chát bùm, kiểu đàn điệu cha cha, chát bùm bùm bùm, hoặc là chát bùm bùm như đó ha, thì các bạn chỉ chát bùm thôi. Mì rê si la son, chát bùm. Rồi đàn tiếp câu tiếp theo. Si rê mì si rê rê đô la, si rê mì si rê rê đô la. Rồi sau đó bấm vô la thứ dậm. La 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 la, cái la thả ra ra ha. La la, nhịp tay ha. La 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 la, không bấm gì cả, đàn đi buông á. La rồi la bấm lại. La 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 nha. Cái kiểu này thì mình đã chia sẻ bạn rất nhiều rồi, bạn nào đã thường theo dõi kênh mình thì các bạn đã biết cái dòng kiểu này rồi ha. 5 cái la dòng cái đó, la 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 là các bạn biết rồi ha. Và bạn nào chưa biết thì tập chậm chậm trước. La 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 la. Được rồi, tăng tốc lên, tăng tốc lên nữa, vậy ha. Muốn nhanh nữa cũng được, vậy nha. Rồi nhanh chậm gì cũng được, thì theo các bạn áp dụng với cái điệu cha cha thôi nha. Rồi rồi sau đó dậm thêm một cái la thứ nữa đó, dậm thêm cái la, dậm 5 cái la, sau đó dậm thêm một cái la thứ nữa, rồi bắt đầu bước vào bài. La 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 la. Rồi bắt đầu vào bài. Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ. Ngay từ xưa bắt đầu mình bấm la thứ và mình điệu cha cha lên. Thì các bạn nào không áp dụng điệu cha cha hoặc là kiểu đàn cha cha của các bạn khác thì các bạn cứ áp dụng cứ ngay từ xưa là bắt đầu lên điệu ha. Các bạn áp dụng điệu nào cũng vậy, ví dụ điệu disco, điệu pop thì cũng vậy nha, cứ ngay xưa bắt đầu mình lên điệu. Rồi Đó là nguyên intro nha, intro chậm thôi, intro ngắn thôi, rất là ngắn các bạn, tập rất là lẹ ha, với 2 câu thôi, rồi đơn giản thôi ha. Rồi mình sẽ lại intro chậm, các bạn tham khảo màn hình sau giải nói mình ghi giải số và cách dàn như thế nào đó nha. Rồi mình si rê la son bấm son trưởng chắc bùng, si rê mi si rê rê đô la bấm la thứ la. Đó dễ rồi, vào bài ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ vậy ha. Rồi được rồi, tăng tốc lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại intro rồi mình vào bài mình chia sẻ cho các bạn nha, các bạn tập từ từ là được. Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ sống yêu thương có ta có ngờ vậy ha. Rồi sau đó các bạn cứ vào bài. Rồi intro là như vậy, muốn đàn nhanh muốn chậm gì thì các bạn lên điệu thì nhanh chậm gì và điệu nào cũng vậy, tùy theo các bạn theo sở thích riêng thôi nha. Rồi ngày xưa là thứ Ngưu Lang Chức Nữ, rồi cứ điều tay mà đàn cái điệu của các bạn, điệu cha cha hay là điệu nào đó. Còn nếu là trai các bạn cứ áp dụng ngày xưa là thử Ngưu Lang Chức Nữ và trưởng sống bên nhau là thử không xa một giờ đồ trưởng. Ngày xưa rê thử Ngưu Lang Chức Nữ là son trưởng sống yêu thương mi bãi khó ta khó ngờ là thử tình yêu là xem là bạn mi bãi trao nhau gắn bó son trưởng khiến cho ai là thử thấy việc chẳng lo son trưởng. Trời xanh mi bãi không thương hai người son trưởng nên bắt đầy mi bãi chia cách đôi bờ. Rồi là hết đoạn đầu, rất đơn giản, cứ điệu cha cha mà các bạn đang, còn không thì cứ điệu nào cũng vậy, không có lót không có dậm gì cả, cứ xuyên suốt cho hết đoạn hợp âm tới đầu chuyện tới đó thôi nha. Với hợp âm mi đó các bạn sử dụng mi bãi hay mi trưởng gì cũng được, thậm chí các bạn sử dụng mi thứ cũng được luôn, nhưng mà thường là sử dụng mi bãi và mi trưởng là nhiều ha. Rồi còn với nhiều âm đó muốn bấm chỗ nào bấm, ví dụ như son trưởng muốn bấm này bấm, không bấm bấm đây, đồ trưởng không bấm thì bấm đây, không bấm đây thì bấm đây, một âm rất nhiều chỗ bấm như mình đã chia sẻ các bạn. Thì khi điểm thì cứ điều tay cái tay phải cái điều tay cái điều đó các bạn điểm, còn hợp âm thì muốn bấm chỗ nào bấm, miễn đúng hợp âm đó là được ha. Một âm rất nhiều chỗ bấm, ngoài này giữa này trong này cũng có hợp âm dạng vậy, là muốn bấm chỗ nào bấm ha. Các bạn chỗ nào thấy dễ với các bạn và các bạn thấy hay, các bạn thấy thích là các bạn bấm là được nha. Rồi xuyên suốt cho hết đoạn 1, đoạn đầu tiên nên bắt đầy chia cắt đôi bờ. Rồi vừa về bờ là đàn quạt cái là thứ xong rồi bắt đầu chát bùm, chàng chát bùm thôi, chát bùm rồi đưa câu lót vào si rê mì si rê rê đô la, si rê mì si rê rê đô la. Các bạn câu lót này bạn thấy y chang như cái câu số 2 của intro đó, giống như câu thứ 2 của intro đó. Mà trước khi đàn câu thứ 2 intro thì các bạn chát bùm, nó bấm son trưởng chát bùm, cái này cũng vậy, cũng chát bùm nhưng mà các bạn bấm là thứ không vậy thôi ha. Nên bắt đầy chia cách đôi bờ chát bùm si rế mì si rế rế đô la. Đó vậy đó, chia cách đôi bờ chát bùm si rế mì si rế rế đô la. Tăng tốc lên nên bắt đầy chia cách đôi bờ chát bùm si rế mì si rế rế đô la. Cứ chát bùm rồi si rế mì si rế rế đô la. Rồi sau đó bắt đầu các bạn bấm la trưởng, các bạn dậm la dậm. Tức là bài này điệp khúc nó qua tông trưởng cho nên là mình sẽ chuyển qua đang đàn la thứ, bắt đầu chuẩn bị vào tông trưởng thì mình bắt cho qua tông trưởng, thì mình chỉ đơn giản chỉ bấm la trưởng và dậm thôi. Bắt đầy chia cắt đôi bờ. Đó, la kiểu dậm cũng giống nãy đó, la nhưng mà nãy các bạn bấm la thứ, còn giờ bấm la trưởng vậy thôi ha. Rồi bắt đầu hát điệp khúc đầu sông cuối sông ngân hà tù đâu nhớ nhau trong trời. Qua điệp khúc có thể thay đổi cho phong phú là các bạn quạt disco lên. Ở đoạn đầu sử dụng điệu cha cha, điệp khúc quạt disco, tới đoạn cuối trở lại điệu cha cha. Đó, còn không các bạn quạt điệu cha luôn cũng được. Cách quạt là điệp khúc cho điệu cha cha mình cũng chia sẻ các bạn rồi nha. Rồi các bạn muốn dùng cái nào cũng được nha. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn đầu qua điệp khúc nha, mình ghi màn hình đó, cứ lót những nốt đó sau lưng có dãy nốt đó, rồi sau đó bấm la trưởng dậm 5 cái rồi bắt đầu hát điệp khúc vậy thôi nha. Rồi nên bắt đầy chia cắt đôi bờ, đầu sông cuối sông ngân hà hồ đâu nhớ nhau trong trời. Tình đen thơ thành bờ vơ xa cách mình mờ, tôi thân chữ yêu công thành cả đôi khóc than duyên tình mà tại sao chiều khổ đau không thấu. điệp khúc thì cứ điệu tay, quạt disco thì quạt, còn không thì quạt điệp khúc của điệu cha cha nha. Rồi đâu sống đợi nghe này là trưởng ha. Cuối sông ngân hà, tới đây mình chuyển qua pha thanh thứ với những hơi âm đi theo tông la trưởng thôi ha. Pha thanh thứ khổ đau xì thứ nhớ nhau trong chờ là rê trưởng tình anh thơ, pha thanh thứ thành bơ vơ trở lại rê trưởng xa cách mịt mờ là 17. Rồi tiếp tục hát tiếp qua phần thứ hai. Điệp khúc có thể chia hai phần, tức là điểm hát rồi có thể dồn vô một phần cũng được, không thì chia hai phần. Nãy solo các bạn chia hai phần để các bạn hình dung nó solo, để các bạn khỏi tập nhiều ha, dựa phần thứ nhất để solo cho phần thứ hai. Còn về điểm hát thì cứ giữ nguyên một cái điệp khúc cũng được, khỏi phân cũng được nha. Rồi tôi thân rồi là trưởng, chứ yêu không thanh là pha thằng thứ, tôi không cả đôi là xì thứ, khóc than duyên tình là rê trưởng, mà tại sao pha thằng thứ niềm khổ đau rê trưởng không thấu chơi ra. Chơi ra là trở lại 17. Thì nếu phân hai phần thì phần thứ hai cũng điểm y chang phần thứ nhất, hợp âm y chang vậy đó ha. Rồi chơi ra rồi bấm 17 dậm mi dậm 5 cái mi ha, mi không có mì nha, 5 cái mi luôn. Nãy la thì la, còn này mi là bấm cứng mi luôn, không có là không có mì, không có thả ra nha, mi vậy đó nha. Rồi sau đó ngưng hát đoạn cuối. Ngày nay đôi ta đắm đuối, đợi qua đoạn cuối thì nãy đoạn đầu điểm thế nào, đoạn cuối y chang vậy, ca từ khác thôi chứ còn cách để bạn điểm y chang, hợp âm cũng y chang nha. Chỉ bị chuyển qua đoạn cuối có thể là gọi là chuyển đoạn vậy đó ha. Chơi ra rồi bấm 17. Ngày nay đôi ta đắm đuối, gót thùng chuyển đoạn điệu cha cha là mình chia sẻ các bạn rồi ha. Các bạn tham khảo nếu các bạn cứ ghi tiêu đề là gõ thùng chuyển động điệu cha cha điệu chuông, vậy ra clip đó các bạn sẽ biết gõ như thế nào nha. Mỗi lần chuyển động mình thêm này thêm kia phong phú vậy thôi, hoặc các bạn vuốt dây bát cũng được. Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu đương mười đó, hoặc là các bạn gõ thùng. Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu đương mười cho say mê thầm tôi vẫn bên nhau cánh tròn vậy ha. Rồi qua đoạn cuối y chang như đoạn 1 nha. Ngày nay là thử đôi ta đắm đuối pha trưởng, sống bên nhau là thứ yêu thương yêu đương vời vơi là đô trưởng, dù cho là rê thứ say mê sớm tối là son trưởng, vẫn khuyên nhau 17 cánh tròn kiếm người là thứ, tình yêu là 17 cao hơn thác núi, son trưởng cũng bao là thứ khác nào biển khơi là son trưởng, mà sao 17 hôm nay ông trời son trưởng chia sẻ mình là 17 xa cánh muôn đời về chủ âm là thứ. Rồi học âm dựa vô đoạn đầu điểm được đoạn cuối nha các bạn, mình điểm nhanh vậy đó để gỡ bắt đi nha các bạn nha. Rồi hát hết đoạn cuối xa cánh muôn đời, rồi bắt đầu hát lặp lại từ ngay chỗ này, mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình, từ đây không hát nữa, đàn hết nhịp chia rẽ mình chắc bùng. Rồi bắt đầu ngừng hát tiếp, xa cánh muôn đời ngay đời bắt đầu quạt cái là thứ cái này. Rồi sau đó chắc bùng bùng chắc nha, chắc bùng bùng chắc, rồi kết ao đó, tức là trước khi kết ao mình đàn chắc bùng bùng chắc, đàn thiếu kiểu đàn điệu cha thôi, điệu cha thì chắc bùng bùng, ở đây thì mình không đàn hết nhịp ha, mà mình chắc bùng bùng chắc thôi. Rồi bắt đầu đàn kết ao, nha. Rồi thì nói chung là mình sẽ ghi cho màn hình đầy đủ đó, cứ dựa vào đó và dựa vào như mình hát mẫu đó, mình làm mẫu thì cứ dựa vào đó các bạn tập là được nha. Rồi khi không kịp thì các bạn có thể tua lại nha, hoặc là xem lại các bạn hình dung, và mình cũng ghim ở phần comment cho các bạn luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ hát hết đoạn cuối, hát lặp lại để kết out cho các bạn nha. Ví dụ cũng bao la các nào biển ơi, mà sao hôm nay ông cười chia để mình xa cách muôn đời, sao hôm nay ông cười chia rẽ mình xa cách muôn đời. Rồi vậy thôi, kết out y chang intro, trước khi out chắc bùm bùm chắc, rồi kết out giống y intro là được nha. Rồi coi hôm nay mình đã ứng xong yêu cầu các bạn với bài Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ trên tông la thứ cho các bạn. Còn chỗ nào mơ hồ chưa hình dung ra được thì các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.